Cuộc chiến giữa PSG và Mbappé đang diễn ra rất căng thẳng khi cả hai bên đều có thái độ cứng rắn. Phía PSG yêu cầu tiền đạo người Pháp ký hợp đồng mới hoặc rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức. Bằng không, họ sẽ chơi đòn, lưỡng bại câu thương khi sẵn sàng đầy ải cầu thủ này trên băng ghế dự bị cả mùa giải tới. Tuy nhiên, Mbappé không e ngại điều đó. Cầu thủ sinh năm 1998 vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Anh sẽ ở lại PSG thêm một mùa giải nữa, trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Theo nhà báo Daniel Riolo của AMC Sport, Mbappé muốn đấu với PSG tới cùng. Cầu thủ này sẵn sàng ngồi dự bị cả mùa giải tới. Báo giới Pháp cho hay, sở dĩ ngôi sao 24 tuổi chỉ muốn ở lại PSG thêm một năm vì anh sẽ nhận được 150 triệu euro tiền phí trung thành vào mùa hè 2024, theo giao kèo giữa hai bên. Nếu muốn Mbappé ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 thì PSG hoặc câu lạc bộ mới phải đứng ra trả số tiền 150 triệu euro. Yếu tố này tạo thành nút thắt không dễ dàng tháo gỡ trong thương vụ này. Mới đây, Mbappé đã lên tiếng chỉ trích PSG. Cầu thủ này khẳng định đội bóng thành Paris không giúp ích nhiều cho mình bởi câu lạc bộ không đoàn kết, nội bộ chia rẽ. Phát ngôn tranh cãi này khiến cho nội bộ PSG dậy sóng. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đòi đuổi của Mbappé ngay lập tức. Trong khi đó, 6 cầu thủ của đội bóng đã thể hiện sự phản đối với người đồng đội. Theo nguồn tin từ báo giới Pháp, Mbappé có thể bị cấm tập luyện trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới của PSG. Bên cạnh đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp được cho là muốn bán Mbappé ngay lập tức vì hết chịu nổi thói nổi loạn của cầu thủ này.